Theo thống kê từ cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017, đã có đến 120.000 hành khách đi lại trong dịp Tết. Năm nay thì nhà ga đã chuẩn bị nhiều phương án đối phó với nạn quá tải tại đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi vào thời điểm này, thì nhà ga vẫn khá trật tự, không xảy ra cảnh chen chúc lộn xộn như mọi năm. Theo ghi nhận của phóng viên tại các khu vực đón trả khách bên ngoài và khu vực làm thủ tục lên máy bay, vào thời điểm này chưa có tình trạng quá tải, ùn tắc. Một phần do nhà ga đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khi vào cao điểm, thì chính các hành khách đã chủ động thay đổi lịch trình để tránh ùn tắc. Em chọn cái giờ mà cách gần mùng 1 Tết gần 10 ngày á, thì nó không đông lắm. Còn nếu mà đi vào 28, 29 Tết thì đương nhiên phải chịu cái cảnh là đông người rồi. Cả ai cũng có công việc. Đi trong dịp Tết này thì mình phải chuẩn bị trước, với lại là phải đi sớm hơn dự định. Các hành khách nên đến sớm tầm 2 tiếng thì đỡ áp lực cho bản thân mình và cho các nhân viên. Dịch vụ càng ngày càng tiến bộ. Ước tính trong dịp Tết năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 4,1 triệu lượt hành khách với 26.288 lượt chuyến bay, tăng 25% lượng khách và 20% sản lượng cất hạ cánh. Theo đó, đường lăn E8 cũng đã được đưa vào khai thác, phá vỡ thế độc đạo của đường lăn E6 nằm song song. Ngoài ra, sân bay cũng được bố trí tăng 18 vị trí đổ, tăng diện tích khu vực làm thủ tục hàng không, tăng thêm cửa khởi hành, máy soi chiếu an ninh, vận hành hơn 30 máy check-in tự động. Đồng thời, huy động hơn 1.000 nhân viên an ninh phục vụ công tác soi chiếu và tác nghiệp tại các vị trí trong sân bay để đảm bảo công tác an ninh trật tự và giải tỏa hành khách. Với những cái giải pháp đó thì tôi nghĩ là năm nay là Tết Nguyên đán năm 2018 này, mặc dầu là tần suất tăng trưởng cũng khá lớn đấy, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ giải quyết được với những cái điều kiện hạ tầng có cải thiện, rồi có áp dụng công nghệ khoa học vào, rồi cũng như là công tác phối kết hợp với các đơn vị trong ngành sẽ tạo ra cái chuyện là cái quy trình với nhuần nhuyễn, thì tôi nghĩ là sẽ phục vụ tốt được. Rút kinh nghiệm từ những sự cố mất mát tư trang, hành lý, đại diện sân bay cũng khuyến cáo người thân đi đón thân nhân không nên đi quá nhiều và cần chú ý đến hành lý, tài sản của mình. Hiện Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất, phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường, quận và Cảnh sát hình sự nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại trong dịp Tết.